nhà cô làm gì nhỉ? Ở đây thoải mái lắm. Con đâu phải là đầu tiên mà chúng cháu cũng học được cái gì. Đi xe điện mà đi nhanh thế. Xe đạp đôi này. Xe đạp đôi, xe đạp ba. Đầu Bạch Dương vẫn nè, nhà nữa. Con ba ba xa đây là cũng lẻ lắm. Tao bảo hôm ngoại đồ sơn qua đây bị nhỡ rồi. Tí cho đi trời mưa cũng đi được. Chính hồi đấy mà cái xe đạp của chiếc xe này mà không kịp. Đây là thành phố Cát Bà. Chỗ này là toàn là nhà nghỉ và các dịch vụ. Ba được. Nhưng mà ba là nặng. Một tối là 50.000. Đạt đi bao giờ chán thì giá. Khả năng là đạt tới 11 giờ. Chi cũng thích đi à? Chi cũng thích. Kia là một đứa thì con nhét vào giữa. Thì ba được mà. Bốn. Vừa nhà kia là bốn. Ba người thì một đứa. Người đi ba là sân nặng. Đi hai là sân lâu này. Đâu thì ba đứa là đạt. Còn Chi ngồi. À. Ok, chúng nó không gặp nói không? Thay nhau. Ba đứa kia là khác. Chưa, chả đến mất cả xe nè. Chưa sợ bao giờ. Thôi này chính ra giờ Thoan là mất xe đấy. Hôm bây giờ anh ơi, anh Duy. Vợ chồng em ra chơi giờ Thoan. Thế là ra xong về nhà mất xe. Anh mất cái xe đạp đấy. Mà không phải, Thoan bảo là bao giờ tao lấy chồng rồi tao đền. Nhưng bây giờ đã đền đâu. Thế là nhà anh vẫn là nhà em cái xe. Bao giờ tao lấy chồng tao đền. Bao giờ tao lấy chồng tao đền. Bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Thế là anh du loại nhà em cái xe. Đúng kỷ niệm ra nhà Thoan. Mẹ bảo bái tôi nói đâu hả? Nhá, hôm nào sang là vợ chồng đền xe nhá. Rồi. Không, nhưng mà đợt này về là chúng tôi đứng ở giữa để nhận ốc, con ốc ba tàu. Giờ con nuôi Chi. Chi về gọi là mẹ hai nhá. Không, anh được. Bảo vợ anh rồi, bảo có mấy chị em ở đấy thì cứ đường này đi phải rồi mới làm tập thường xuyên để cho anh em tôi gặp nhau. Ở đây là ông nói đi làm con thỏa gọi để hoặc phụ đi này cũng có vợ ông biết chuyện hồi gặp quá thì họ thế đấy hôm hồi mà quá thì anh kể trêu với Phan anh bảo họp bàn gì cả không muốn gì cả. Hôm hôm cái là bố bảo là cố định rồi. Em hô rồi nhưng mà mọi người bảo là chưa chuẩn bị ý tinh thần. Thế nào về hậu nhất. Tổng kết. Chuyến đi ý nghĩa đúng không? Đúng rồi. Chúng em từ lúc 6 tuổi đến bây giờ đây. Đấy. Từ lớp 1 đấy anh ạ. Từ mẫu giáo. Mẫu giáo thì không biết cái gì. Không, mẫu giáo năm tuổi tao mẫu giáo thì không mẹ với Thoan mà. Mình không giống sợ ơi, có bài đồng tính quá mẹ hội tách ra. Ngày mẫu giáo ở cái chỗ mà đằng sau cái sân khoa ở cái chỗ. Nói chung từ lớp 1. Lạ. Chúng em cứ đi đi. Chung là cứ đi lượn một vòng xong về lúc cái chỗ vừa rồi nên là em chỉ thích đi nhưng em không thích tắm. Chúng tôi đang đi một vòng thành phố Cát Bà và điểm cuối là sẽ là Cát Ông. Phố Cát Bà. Bọn em mới quen nhau có 40 năm. Không nhưng mà hồi ta thấy cô bé giờ thế nói chuyện là ngày con chó là đã gặp nhau rồi à đấy à ừ. Không ngày gặp nhau được chỉ có bố tao gặp mẹ mày ừ. Đấy xong là bố kỳ gặp mẹ bé ấy, xong bố đông gặp mẹ liễu thế thôi đấy là bạn bè một ông với bà ấy. Đấy thôi tí là xe đạp đúng rồi, một là cọ hạt rồi, xưa là nuôi bằng đít, cọ hơn.
nhiêu thì vào đúng chuẩn. Quốc kỳ là chuẩn thì quốc chỉ quỳ bước. Bố em ngày xưa bước hoa thế anh ạ. Vâng, chính xác bố em ở bước hoa. Bước ở cái ao ở bà ngoại nhỉ. Nó ngã lại trong nước. Thế nhưng mà khoa này ngày nào cô cấp cứu thôi là cô ơi. Anh biết ông bố là ông. Ông có bác ngày mai ông chạy. Đấy, thì ấy bước ra. Có, là cái ông cũng cả. Nếu mà thế thì anh sẽ gặp một nhà hạ luôn. Vâng, chính là bớt xong rồi chạy thì còn tốc ra nước mà. Ừ. Không anh, còn không thì giờ sao anh gặp được Khoan? Anh nhớ là có một lần đó, đúng rồi, vì là gặp là có kể chuyện, có chuyện dữ kiểu mà ngày xưa là bớt Khoan đấy. Vâng, bố em bảo là chính là thấy Khoan là bố bớt. Dạ, có một lần liên cố là gặp rồi. Bà đây là chuẩn nhất Bê Hồng, chào nhá, chào nhá em ơi. Nói là chuyện sợ. Nói là không ấy là thôi tí thôi nhỉ. Mình đã chết đuối bao giờ để sao? Thật là mấy không ai bớt mấy. Chỉ có chết đâu, ngã đâu. Mình cứ ra vào ngã không nhìn mát cái ai thế lại mình ngoi lên. Vui lắm em chuẩn nhất Vĩnh Thống ơi. Nước mắm ở đây nhiều lắm. Quay nhà mình có vào nếm cái mắm không? Nếm mắm á? Nước mắm. Mắm rồi tôi có một ca tôi sách từ nãy đến giờ. Ông Dũng á, còn nước mắm là ngoài ông uống rồi. Hôm nay chúng em xách ca nước mắm đi hết ra Vịnh Lan Hạ nhỉ. Xong rồi lại quanh về thành phố Cát Bà mà vẫn chưa hết. Là làm gì mà đẹp thế. Mình chưa được sang bên kia. Đó. Vừa đi đâu đấy mình như thế. Kia chỗ mình đi. Đây chỗ mình đây. Mình đi đến kia thì. Mình đi đến đằng kia thì. Rồi mình đi hết. Mình cứ định hình là cái cung cái quảng trường kia là đâu? Quảng trường. Mình nhìn cái quảng trường đi vào phòng khách sạn giờ hãng kêu khu đấy xong làm gì mà đẹp đấy. Trời đất chịu đây. Tóm lại là cứ bỏ cho cái ao rồi nó phải đông hết. Đâu hôm nay anh vui hôm nay nhà em với lại mình thuyền nhà em đấy chui sang bên kia xong kêu ui bên này có cái vịnh có to hơn cái bên này nữa rồi hồi toàn đi ra. toàn về cứu hộ. Ừ, thế nhưng mà Dương ấy gì với Dương kết hợp hơi bị tuyệt vời đấy nhỉ. Mỗi toàn mẹ tí thôi nhưng hơi tuyệt vời đấy. Lấy cuối cùng nhé. Sau mọi người. Mọi người là đi. Rồi mọi người đi bao lâu rồi? Tay phải bị đau. Mà bọn tớ vẫn chưa lấy được thuyền xuống. Sau mọi người đi rồi là bắt đầu nhớ hết cách tay. Thế đâm ra là nhưng mà hồi với Phan đi là hai người đi một thuyền không vào. Hai người tay yếu không thể ấy được. Em bên này Dương là khỏe nên là nhanh lắm. Bọn em nhá, anh lấy đã ra tận ngoài rồi bọn em vẫn chưa được lên tàu. Hai bọn hai kiểu như khao khát cái gì hai bà mù dẫn nhau lên phố. Đòi đi ngắm cảnh đúng không? Đâu mình nhìn thấy cảnh Phan. Đâu lúc anh buồn cười nhất là cái đoạn mà mình thật dây ấm yêu. Thôi lên lót cười hai bà chung. Nhưng mà đến thì hai vị đi thế không gọi là đi gốc cảnh không theo xả xôi thôi. Hôm nay người này là sợ người này yếu nhất cuối cùng người này là khỏe nhất người hai bà đã bắt quay rồi. Ôi trời ơi thật còn quay mới thấy mình trúng kín. Ôi nó buồn cười nhá. Được qua đi, lúc mà ta gặp cậu ở giữa cái pin đấy, tôi nhìn thấy cậu như lý ra. Ôi, nhưng mà không thể được, tức là được nghe cái thằng Tây nó cười, cái kiểu nó cười. Nhìn cho anh chuẩn như linh ra. Cười đâu? Ai rồi? Em nhìn thấy Thoan cười nhìn như là Lisa còn hỏi như mafia. Ôi ai gì cơ? Ôi trời. Tôi đến chết cười đi. Quay lại mình cười. Em với Dương thì đạp trèo rất là máu lên nhưng mà cứ một lúc lại nghỉ thì mệt. Người ta như cười nắng. Anh đỗ này chúng em lại đi xe đạp một vòng nữa anh ạ. Anh Thanh ơi, anh đang nhận tiền. Tôi đây tiền đây. Đây Thanh có rồi. Có quý này rồi. Thanh ơi, anh đang giá anh Dũng ơi. Tiền đây rồi. Thôi lấy đây đây rồi. Thủ quý rồi, có thủ quý rồi. Rồi, ok. Cảm ơn bác Tài. Anh ơi, mai tầm giờ này là mình
khả năng đi ăn kem xong ăn đi xe. Chốc thì về rát không lấy. Em bảo này, lấy xe đạp, mình đi ăn uống, ăn kem, ăn... Nhưng mà mình bớt giá đi. Em bớt mua xe 10.000. Không, em ơi, ở đây có người nhà. Em thuê là 50.000 một xe, em bớt được một đoạn mình mua xe 10.000. Không, 3.000 không thuê được chị ạ. Thôi, nhớ chất chí, ok. Không, em sẽ quý chị. Chị đi quanh đảo, không ở đâu, có giá xe 30.000 chị ạ. 40.000 thì ra ủng hộ em mấy xe. Nhà em người nhà đây nữa. Em biết rồi, em thuê là 50.000 thì em bớt được chị là mua xe 10.000. 30.000 này mua vé xe luôn này. Không, em mời chị ngay từ lúc chập tối rồi. Em bảo chị là đoàn mình mua 50.000, mất 40.000. Rồi, thế là sao nào? Nhà mình một xe hả? 1, 2, 3, 4, 3 đứa lại một xe. 3 này 3 đứa lại một xe đi. Hai vào chồng tôi một xe. Được rồi. Anh Dũng ơi, anh Dũng cho hồi một xe đi. Có chở mẹ nhá. Anh có đi không? Đây, bạn mình đi ra đây, em xếp xe cho. Cứ đạp. Hai anh một xe, hoặc là anh chở chị. Đấy, có đi anh. Khoan nữa, lên hết. Đi anh đi. 3 xe. 2 xe. 3 xe. 3 xe.